Tai Hát này đã ra đời vào 16 năm rồi. Thì rất hiếm khi có cái dịp mà Thùy Chi được hát của Thùy Chi. Em có nghe ngày hôm nay không? Tái hiện có một mảnh ghép của em Thùy Chi ở đây. Cho anh Hoàng Dương và cháu có tay của Thùy Chi được không ạ? Chào mọi người. Cảm ơn Thùy Chi rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả các quý vị khán giả, các bạn đã có mặt ở đây và cổ vũ cho những tiết mục của chương trình và cũng như là sự tiết mục xe đạp Thùy Chi và Hồng Dương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đà Lạt rất đẹp. Cảm ơn anh Dương ạ. Bây giờ Chi hát được không ạ? Thì đây lấy điện thoại đi, tức là cầm đi hả? Trời ơi, chết rồi, tin nhắn của người yêu này. Cho luôn hả? Cảm ơn nhá. À, thế còn giờ bạn lên chủ đúng không? Hay sao? À, quay. Nhưng mà một tay cầm điện thoại rồi hai tay thì còn sao? Ủa, hỗn loạn quá. Thế này hả? Bây giờ là ý là bây giờ mình phải giữ lại trước khi hát này. Và cầm khoai đúng không?